Mưa đã ngớt hai ngày qua, nhưng trên quốc lộ 6, đoạn đường dài gần 400 mét tại ngã ba Tòng Đậu, xã Tòng Đậu, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình, vẫn ngập sâu từ 1,5 đến 2 mét vào chiều ngày 22 tháng 7 năm 2018, khiến giao thông nơi đây bị tê liệt. Nhiều người dân mở dịch vụ chèo thuyền đưa khách qua đoạn ngập. Mỗi lượt khách phải trả từ 30 cho đến 50 ngàn đồng một người. Chính quyền huyện Mai Châu đã huy động lực lượng khởi thông, mở các dòng chảy để tiêu thoát nước. Nếu trời không tiếp tục mưa thì phải chờ 2 ngày nữa nước ngập mới rút cạn. Trong khi đó, cũng trên quốc lộ 6, đoạn đường dài gần 300 mét qua huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La cũng ngập khá sâu từ 0,5 cho đến 1 mét. Nhiều trẻ em địa phương đã bất chấp nguy hiểm lội nước, chơi đùa. Chính quyền địa phương cho biết đã nhắc nhở đến từng hộ gia đình không cho trẻ em tập bơi, nô đùa như thế vì rất nguy hiểm và nước rất bẩn. Theo thông tin từ Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hòa Bình, mưa lũ trong những ngày qua là nguyên nhân khiến đoạn đường này bị ngập lụt. Chúng tôi biết bạn có nhiều lựa chọn và chúng tôi luôn là sự lựa chọn tốt nhất. Đăng ký kênh YouTube Báo Thanh Niên để cảm nhận nhịp thở xã hội đầy màu sắc trên màn hình của bạn.